tin nóng trong ngày, trận đại hồng thủy đổ vào Quảng Bình vượt mức lũ lịch sử năm 1979. Thưa quý vị, người dân trên cả nước thương xót hướng mắt về miền Trung ruột thịt khi một trận lũ kinh hoàng đang đổ về đây. Hàng trăm cuộc kêu cứu thảm khốc được cất lên trong đêm và hiện nước lũ vẫn đang lên rất cao. Dự báo lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình sẽ đạt đỉnh 5,2m. Sáng sớm hôm nay, 19 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy thẳng thốt nói chuyện qua điện thoại rằng toàn bộ lực lượng của huyện túc trực ứng cứu người dân từ hôm qua và cả đêm qua, căng thẳng hết sức. Người dân kêu cứu rất nhiều, chúng tôi cũng cứu được nhiều, di dời nhiều. Tuy vậy, thảm họa mưa lũ quá kinh khủng, gần như mọi hoạt động tê liệt, nhất là trong đêm tối. Vì mất điện mấy ngày qua nên hiện nhiều người mắc kẹt trong nhà, không thể liên lạc được với bên ngoài, người thân cũng không liên lạc được về vùng lũ. Người dân ở Lệ Thủy cũng bàng hoàng chia sẻ, mấy chục năm chưa hề thấy lũ lớn và lên nhanh như lần này. Có nhiều nhà ở địa bàn cao chưa bao giờ ngập, nhưng nay cũng chìm trong lũ, nước ngăn bụng. Còn những vùng thấp thì lũ nhấn chìm trên dưới 3 mét. Không những ở Lệ Thủy, lũ đang gây ngập nặng tại huyện Quảng Ninh và trên diện rộng tại Quảng Bình như các địa bàn Bố Trạch, Quảng Trạch, Ba Đồn. Đáng lưu ý, nước lũ cũng dâng ngập hàng trăm ngôi nhà tại thành phố Đồng Hới trong đêm 18, rạng sáng 19 tháng 10. Đây là điều hiếm gặp bởi thành phố Đồng Hới có địa hình cao, nằm sát biển nên thoát nước nhanh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay lũ trên sông Ngàn Sâu, Hà Tĩnh, các sông ở Quảng Bình đang lên. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy có khả năng đạt đỉnh ở mức 5,2m. Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Quảng Bình tiếp tục lên. Chiều đến tối nay, 19 tháng 10, mực nước trên các sông Danh tại Mai Hóa lên mức 8,3m. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới cấp trục đi qua Trung Trung Bộ, nên từ nay đến ngày 21 tháng 10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp. Các khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cấp 4. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ từ ngày 6 đến hết ngày 18 tháng 10 tại các tỉnh miền Trung đã làm 84 người chết, 38 người mất tích, 52.933 nhà bị ngập, Quảng Trị 41.878 nhà, Quảng Bình 11.055 nhà, 24.734 nhà bị hư hỏng, sập đổ 924 hecta lúa, 106.616 hecta hoa màu bị ngập, thiệt hại 461.627 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Còn theo Ủy ban Quốc gia về ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, vụ sạt lở đất tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, quân khu 4, vùi lấp 22 chiến sĩ, đến tối ngày 18 tháng 10 đã tìm thấy thi thể của 14 người. Thưa quý vị, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng rất nhiều vấn đề về thiên tai đã đổ vào các tỉnh miền Trung. Rất mong người dân trên cả nước hãy hướng mắt về đây và chung tay để giúp đỡ người dân vượt qua những khó khăn. Hy vọng rằng miền Trung sẽ bình an vượt qua và San TV sẽ luôn hướng mắt về miền Trung ruột thịt. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin nóng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh San TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.